xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày. Tổng thống Donald Trump lại bị tố cáo khiêu khích người Hồi giáo sau khi ông retweet một số video. Cựu Tổng thống Barack Obama gặp Chủ tịch Cập Tận Bình. Gặp để làm cái gì? Và thưa quý vị, con rẻ Tổng thống Trump bị thẩm vấn trong vụ Michael Flynn. Thưa quý vị, ngày hôm qua Tổng thống Donald Trump retweet tức là người ta đã tweet ra và ông lại ba cái video mà người ta không phân biệt được có phải thật hay không hay là giả tạo không biết nhưng mà trong video cho thấy người hồi giáo xô một em bé xuống đường rồi hai người hồi giáo đập bẻ cái tượng đức mẹ và một người hồi giáo này đánh một cái người gọi là dân khác mà những cái video này nó nằm ở trên cái trang web của một người bên anh đó là cái của bà Zayda Fansen bà này là phó chủ tịch của cái đảng gọi là Reading First giống như America First đó. Cái đàn này là cái đàn cái phong trào là bài người ngoại quốc nói chung là không thích sống với người quốc non vân và họ đã đưa cái này ra Thì bây giờ Tổng thống Donald Trump retweet lại gây cái phản ứng dữ dội là tại sao lại retweet những cái này Để mà gọi là nói xấu người Hồi giáo và khiêu khích người Hồi giáo Thì phản ứng của mọi người nói là Tổng thống không nên làm như thế Bởi vì thứ nhất là mấy cái video này không xác định được Thứ hai là những video này có nội dung chống người Hồi giáo mà của một cái đảng gọi là cực hữu President First ở bên Anh. thì đảng này sau đó là bà J. Franchin là email ra tweet ra là cảm ơn tổng thống Trump này vân vân đưa lên vấn đề mà chúng ta đang đối đầu với thế giới. Thì mọi người nói là ngay cả vấn đề coi có nó cũng không nên nói kiểu đó. Thì bà Sarah Sanders phát ngôn viên tội ốc ngày hôm qua có nói như thế này. À, tôi nghĩ là tổng thống trump tweet nhưng mà không có ý định gì cả mà nhưng mà thực sự ra nó có vấn đề nó có vấn đề người hồi giáo đang là đe dọa của thế giới chúng ta đó là đó là chuyện nó có thật nhưng mà thực ra thì những cái băng video đó người ta không xác định được và vụ này đã bị phản ứng từ thủ tướng của anh là bà theresa may qua một phát ngôn viên của bà bà nói khi tổng thống retweet cái này tức là gửi lại lấy người khác mà gửi lại là sai bà dùng chữ wrong cái này nó làm người ta nhớ lại tổng thống Donald trump từng tweet một cái băng video mà hai ông đánh bốc với nhau đấm đấm vào trên đó cái mặt cái người bị đấm có chữ cnn chắc quý vị còn nhớ cũng bị người ta phản đối tổng thống đi làm chuyện đó thì ôi cái đó ông trump làm phải chịu thôi trong khi đó thì cựu tổng thống barack obama thưa quý vị đang có chuyến công du ba nước trung quốc ấn độ và pháp và tại trung quốc ông đã gặp ông tập cận bình hôm thứ tư tức là ngày hôm qua xảy ra ngay vào lúc cái chuyện mà bắc hàng bắn hỏa tiễn lên lục địa Thực ra chuyến đi này của Obama đã được sắp xếp trước rồi tất nhiên phải đi qua Bộ Ngoại giao để sắp xếp ở bên là Trung Quốc. Ông sẽ có một buổi nói chuyện ở tại Thượng Hải và sau đó cũng qua bên Ấn Độ nói chuyện với khoảng 280 tổng giám đốc và rồi đi qua bên Pháp nói chuyện ở một cái hội nghị thượng đỉnh tên là Les Napoleon Summit trước khi về nước. Thì hầu hết những cuộc mới nói chuyện này mang tính cách kinh tế là nhiều, phải không? Nhưng mà tại sao lại gặp ông Tập Cận Bình? Bây giờ tôi đang thắc mắc phải chăng tổng thống Obama được một nhiệm vụ nào đó đi qua gặp tập cận bình để nói chuyện mà cái vụ bắc hà mặc dù trên trốn công khai tổng thống trump và tổng thống và chủ tịch tập cận bình có những quan hệ mình thấy bề mặt rất là tốt không? ví dụ như là cho cháu ngoại ông trump hát bài hát của bà bành lệ viện vợ ông tập cận bình được khen ngợi ông tập cận bình v vân Bắt đầu thì đổ thừa bảo là ở uh, tập ông tập cận bình trung quốc cái là gọi là dung túng bắc Hàn rồi dùng tiền và Uh, nhân dân tệ để mà lúng đoạn thế giới nhưng mà sau khi đi bắc kinh mà đến đà nẵng nói tôi tôi không có có có, có đồ thừa tôi cận bình với những người khác vân vân nhưng mà nó vẫn không quốc là bởi vì hình như trung quốc vẫn chưa nghe là thông điệp của ông trump thành ra vấn đề trong ổn bắn họ tiến thành ra khi ném Obama đi ông cựu tổng thống đi mặc dù ông Obama với lại ông trump là trên chốn công khai là không ưa nhau hai ông có lòng nói qua lại nhưng mà thưa quý vị, trong chính trường của Mỹ đó, các cái chính trị gia mà cỡ lớn cỡ tổng thống đó, mặc dù trên công khai họ không ưa nhau mà trên thực tế họ vẫn muốn làm việc cho quốc gia Mỹ. Cho nên nhiều khi có thể ông Trump nhờ ông Obama đi qua nói chuyện với tổng thống. Của mình. Có thể thôi, mình chưa biết được. Giống như ông Jimmy Carter, quý vị ông Mặc dù ông là dân chủ nhưng mà dưới thời các tổng thống của ông Obama, nếu cần chúng tôi vẫn đi Bắc Hàn để giải quyết một số vấn đề. Thì chúng ta hy vọng là có chuyện gì đó xảy ra, chưa biết được. Cuối cùng là tin ông con rể của ông tổng thống Trump, đồng thời là cố vấn cao cấp luôn Jared Kushner vừa được cho biết là hồi đầu tháng này đã bị cái nhóm điều tra của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller hỏi à thẩm vấn liên quan đến các tố cáo mà Nga xía vào bầu cử của Mỹ. Và chuyện này được xác nhận và các cuộc nói chuyện đã kéo dài 90 phút là một tiếng rưỡi đồng hồ. Đó là một người bên trong cho biết như vậy. Để mà giải quyết thắc mắc một số vấn đề đặc biệt sau khi ông Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của tổng thống Trump, ông này trước đây bị tố cáo là nói dối sau khi ông gặp ông đại sứ nga nhưng mà không báo cáo và nói dối với phó tổng thống thì ông từ chức và bây giờ mới đây luật sư ông cho biết là bên ông không còn liên lạc với bên ông trump nữa trong cái chuyện mà bảo vệ quyền lợi thành ra người ta nghĩ rằng có thể ông michael flynn ông là đánh lẻ đồng ý bên công tố viên bên phía mueller một số điều khoản đó mà có thể khai bên kia chưa biết nhưng mà bây giờ phát hiện ra luôn là ngay cả ông con rể jared kushner ông kushner này chắc quý vị biết là có mặt trong cái buổi nói chuyện với một số người Nga trong Trump Tàu Hồ ngay sau khi ông Trump đắc cử chưa lên làm tổng thống mà chuyện đã được giấu kín mãi sau này mới nổ ra bể ra thì có cả ông um, Donald Trump Jr con trai lớn của ông Trump trong đó nó thành ra nó có nhiều chuyện ở trong đây chúng ta sẽ chờ xem cái team của Mueller làm việc như thế nào cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình người Việt TV hôm nay Đỗ Dũng xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.